Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, tỉnh An Huy, Trung Quốc vẫn tiếp tục xảy ra mưa to. Hơn nữa, An Huy nằm ở địa khu Giang Hoài, phải hứng chịu ảnh hưởng kép của sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Một số khu vực trong tỉnh bắt đầu ngập lụt. Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn nhà dân biến thành một vùng ngập nước. Nhiều cửa hàng trong thành phố có nước dâng lên 2 mét. Người dân cáo buộc chính quyền xả lũ vào sáng sớm và không thông báo, khiến họ trở tay không kịp. Do ảnh hưởng của xả lũ, trấn Vạn Tào, huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy đã tuyên bố sơ tán toàn bộ thị trấn. Tuy nhiên, ngay tại một bờ kè sông An Huy xuất hiện hàng loạt những chiếc lều đơn giản do chính người dân sơ tán dựng bằng nhựa và vải dệt. Cảnh tượng trông thật đáng thương. Những tình cảnh bi thảm này không được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ngược lại còn đưa tin rằng lũ lụt cũng không phải là một điều hoàn toàn xấu. Thưa quý vị, hôm Chủ nhật tuần vừa qua, để giảm áp lực mực nước ở Sa Hồ, huyện Hợp Tây, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bắt đầu mở cửa khu lưu trữ nước ở Tường Khẩu Hà. Chính quyền tỉnh An Huy đã sử dụng máy xúc để đào một cửa xả lũ khoảng 100 mét trên bờ kè sông Tường Khẩu Hà. Hàng ngàn người dân làng đã được sơ tán, nhưng chính quyền không tiết lộ có bao nhiêu người dân chịu ảnh hưởng. Hiện tại, mực nước sông Trường Giang ở Đại Thông, tỉnh An Huy cao hơn mực nước Sa Hồ hơn 2 mét. Hồ Sa Hồ và các sông hồ xung quanh không có nơi nào để chảy đi. Các thành phố và thị trấn xung quanh Sa Hồ, bao gồm khu vực của Hợp Phì, sẽ bị ngập nước trong một thời gian dài. An Huy lại một lần nữa bị nhấn chìm trong dòng nước lũ cuồn cuộn. Trước đó, Đài quan sát khí tượng thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy báo cáo rằng, kể từ 2 tuần trước, khi bước vào mùa mưa, lượng mưa trung bình ở Hợp Phì đạt 1.289mm vào lúc 16 giờ ngày Chủ nhật, vượt mức 826mm trong năm 1999. Video cho biết, miệng cống cầu Thanh Sơn, Vũ Hán đã được mở. Người dân đã lên tiếng cảnh báo, nếu đến lúc phải chạy, hãy chạy thật nhanh. Thưa quý vị, gần đây ven biển của Trung Quốc xuất hiện những dị tượng hiếm thấy đáng sợ. Tại khu thắng cảnh Ngân Than, bãi cát Bạc, Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây, một số lượng lớn cá chết xuất hiện trên bãi biển. Chúng trải dài khoảng 4 km, khiến người dân địa phương phải thốt lên rằng quả là cảnh hiếm thấy. Họ cho biết tình trạng này đã kéo dài trong một tuần qua và số lượng cá chết vẫn đang tăng lên. Hôm Chủ nhật, truyền thông đại lục cho biết gần đây một số lượng lớn cá chết đã xuất hiện trên các bãi biển ở khu thắng cảnh Ngân Than, Bắc Hải, nằm ở phía tây của bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Thủy triều đánh giạt xác cá chết vào bờ biển với số lượng rất lớn. Đoạn video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy cá chết rải rác khắp bãi biển. Khu thắng cảnh Ngân Than, Bắc Hải cũng trở thành khu vực cá chết, cảnh tượng rất đáng sợ. Sau khi điều tra, quan chức địa phương cho biết hiện tượng cá chết trải dài trên bãi biển bắt đầu bùng phát từ cuối tháng trước và kéo dài trên bãi biển đoạn từ Quảng Trường La Mã đến Phùng Gia Giang ở Bắc Hải. Diện tích cá chết dài tới 6 km. Một số mới chết trong ngày hôm đó, một số mới chết từ chiều ngày hôm trước. Các quan chức địa phương cho biết mỗi ngày khi thủy triều lên, khoảng 50kg cá sống bị thủy triều đánh giạt vào bờ và chết đuối. Trong đó chủ yếu là cá đuôi vàng, các loại cá khác thì ít hơn. Điều kỳ lạ là gần như chỉ có một giống cá bị chết. Vì vậy, hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do hoạt động sinh học của một loài đơn lẻ hay do ô nhiễm môi trường. Có thông tin cho rằng chính quyền địa phương đã tiến hành lấy mẫu cá chết và nước biển để giám định. Hiện vẫn chưa có kết luận. Trước hiện tượng bất thường này, cư dân mạng bình luận sôi nổi, cảnh sát sinh giết hại con cháu. Trước đây từng có diễn luyện ném bom, nổ cá ở khu vực lân cận này. Không sao, ném bom nổ cá còn hơn bắn không quân. Trước đây, theo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía tây của bán đảo Lôi Châu vào tháng trước và công bố tới người dân thông báo đóng cửa biển, cấm mọi hoạt động hàng hải và đánh bắt cá trong vùng biển này. Hiện tại, cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc hơn một tháng. Việc liệu số lượng lớn cá chết có liên quan đến cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không hiện vẫn chưa được xác minh. Kính thưa quý vị, một thành phố ở miền trung của Trung Quốc đã bị lũ lụt tàn phá trong bối cảnh xảy ra mưa lớn kỷ lục. Tại thành phố Trịnh Châu, đường phố đã biến thành sông, các đường hầm dưới lòng đất bị nhấn chìm và nước lũ đã len lỏi đến tầng 2 của các tòa nhà ở một số khu vực. Tình trạng mất điện trên diện rộng đã làm các ca phẫu thuật của bệnh viện bị gián đoạn và khiến một số bệnh nhân không được hỗ trợ cứu sống. Các quan chức chính quyền công bố hôm thứ Tư rằng số người thiệt mạng chính thức từ hôm trước đến hôm qua là hơn 30 người, hơn một chục người trong số đó là từ tàu điện ngầm bị ngập với 17 người mất tích. Nhưng cư dân của thành phố 12 triệu dân này nói với The Epoch Times rằng họ cho rằng con số thực tế còn cao hơn. Một cư dân họ Tạ nói với The Epoch Times rằng cô đã chứng kiến cảnh người dân bị nước lũ cuốn trôi vào ngày thứ ba. Cô Tạ nói hôm thứ Tư rằng hai người phụ nữ đã bị lũ cuốn trôi khi cố tình băng qua đường mà không có ai giúp. Chúng tôi đang đứng bên đường nhưng không thể giúp được gì.
Về sau, cô đã giúp được hai người phụ nữ đang bị mắc kẹt ở dưới làn nước. Họ bám vào cột đèn giao thông để khỏi bị cuốn trôi. Hai người đàn ông đã sắp xếp cho chúng tôi đứng nắm tay nhau để với tới những người phụ nữ đó và chúng tôi đã kéo hai người phụ nữ này lên. Cô Tạ nói, một người dân khác tên là Triệu Minh nói với The Epoch Times rằng, dựa trên các báo cáo từ các đồng nghiệp của anh ấy, số người thiệt mạng phải lên tới gần 300 người. Theo một phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Ba rằng, hơn 500 người đã bị mắc kẹt bên trong một toa tàu điện ngầm sau khi đường hầm tàu điện bị ngập lụt. Có hơn 20 người đã bị thiệt mạng bên trong tàu điện ngầm, 5 người khác phải nhập viện do bị thương. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, hành khách ở giữa làn nước sâu ngập đến ngực trong khung cảnh tối tăm. Một người sống sót có bút danh là Quizy Quiwon viết trên mạng xã hội rằng nước ngập đến ngực tôi thực sự sợ lắm. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là làn nước, mà là nguồn cung cấp không khí trong toa tàu đang cạn dần. Cô Quizy cho biết cô đã chứng kiến những hành khách khác bắt đầu nôn mửa, run rẩy và khó thở. Cô cũng đã bị bất tỉnh trong một lúc do thiếu oxy, cô ấy viết. Cô Quizy đã được giải cứu sau 2 giờ bị mắc kẹt trong tàu. Nhiều dịch vụ xe lửa đã bị đình chỉ trên khắp tỉnh Hà Nam. Đây là một đầu mối hậu cần, phục vụ cho khoảng 100 triệu dân. Các đường cao tốc cũng bị đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn lại hoặc bị bỏ. Theo giới chức trách của tỉnh, 89 quận đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 1,24 triệu người phải di dời chỗ ở. Từ thứ Bảy đến thứ Ba, lượng mưa rơi xuống Trịnh Châu là 720,1mm, gần tương đương với mức trung bình hàng năm là 730,8mm. Cục Thời tiết Trịnh Châu cho biết lượng mưa trong 3 ngày liên tiếp cùng một mức độ là điều chỉ có thể thấy ngàn năm có một. Trong khi các quan chức đổ lỗi cho trận mưa kỷ lục gây ra là do sự tàn phá. Người dân Trịnh Châu nói với The Epoch Times rằng họ cho rằng nước xả từ các đập và hồ chứa đã khiến mức độ nghiêm trọng của lũ lụt thêm phần nặng nề hơn. Hàng chục hồ chứa ở Trịnh Châu và các khu vực lân cận hiện đã vượt mức nguy hiểm. Theo một người dân Trịnh Châu họ Ly, chiều ngày thứ Ba, chính quyền thành phố thông báo rằng họ sẽ xả các hồ chứa xung quanh thành phố. Nhưng anh Ly cho biết nước đã được xả từ thời hạn trước đó. Tôi nghĩ rằng chính nước xả đã gây ra lũ lụt, anh Ly nói với The Epoch Times hôm thứ Ba. Thành phố Trịnh Châu hôm thứ Tư cho biết họ đã bắt đầu xả nước từ hồ chứa Thường Trang nằm ở phía tây của thành phố vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Ba. Đến ban đêm, mực nước tại hồ chứa rộng 32 dặm vuông này đã giảm 0,7 mét. Chính quyền cho biết một trong các đập khác của thành phố là hồ chứa Quách Gia Chủy đã vượt mức đầu vào ngày thứ Tư nhưng vẫn chưa có sự cố vỡ đập nào. Một con sông trong khu vực có nguy cơ bị vỡ bờ khi các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư rằng mực nước các sông này đã đạt đến mức đỉnh điểm. Tờ The Paper của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Ba cho hay một con sông ở địa phương đã bị vỡ bờ vào chiều ngày thứ Ba. Theo đó, nước lũ đã làm ngập các cánh đồng gần đó. Thưa quý vị, gần đây ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục liên tục xảy ra mưa bão. Vào ngày thứ Sáu, mưa đá cũng xuất hiện ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Bảo Định. Trước đó vào ngày thứ Năm, một cơn lốc xoáy lớn ở thành phố Sinulhot thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ đã khiến cư dân mạng không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng cho rằng ông trời đang tức giận. Vào chiều ngày thứ Năm, một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện ở Sinulhot, Nội Mông Cổ. Trong video lan truyền trên mạng internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất, gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn vỡ bay tứ tung. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét cát bụi và bụi vào không khí che khuất mặt trời. Và trước cùng ngày, cục khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt cấp 6 hoặc cấp 7 trở lên. Bình luận về sự việc này, có cư dân mạng nói thật đáng sợ và ngoạn mục. Ôi trời, lốc xoáy, mưa đá, lũ lụt cứ liên tiếp thi nhau kéo tới. Ông trời thực sự tức giận rồi. Năm 2023 thật bất thường. Hy vọng mọi người đều bình an. Quý vị thân mến, mưa lớn đã tàn phá Trương Châu từ 20 giờ ngày thứ Năm đến 12 giờ ngày thứ Bảy. Thành phố Trương Châu trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn nhất đạt 175,8mm. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 26 địa điểm ở thành phố Trương Châu gặp nguy hiểm. Tổng số 889 hộ gia đình với 3.341 người đã được tái định cư. Trong đó, quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, nhiều nhất thành phố. Ngoài ra, phóng viên được biết từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt rằng, kể từ giữa tháng, Trương Châu đã phải hứng chịu hai trận mưa lớn. Từ hôm thứ Ba tuần trước đến 18 giờ ngày thứ Bảy này, có tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận trong thành phố bị ảnh hưởng. 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong. Thiệt hại kinh tế trực tiếp đạt 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa qua, nước ngập trên nhiều tuyến đường, trong đó có Ưng Tân ở khu đô thị. Các phương tiện qua lại nước ngập hơn cả bánh xe. Nhiều công nhân đang bơm nước bị ngập trên đường dưới trời mưa. Các công nhân nói với phóng viên rằng do một máy bơm thoát nước không đủ nên họ phải dùng chổi để hút nước mạnh. Tại huyện Bình Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, một số đoạn đường ở Sinh Cai, thị trấn CLC, quận Lỵ có nước ngập sâu hơn 50cm vào sáng ngày hôm qua. Lượng mưa liên tục ở các khe nứt của núi khiến sạt lở đất và nhiều mối nguy hiểm khác tiếp tục xảy ra. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, nhân viên của một trạm chứa dầu khí mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Khánh, quận Long Văn trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ra một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa. Theo đo đạc, vết nứt dài 120m,
rộng 10 cm và sâu 1,5 m, vết nứt cách tường kho xăng khoảng 40 m. Một khi sạt lở hoặc lở đất xảy ra sẽ đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp bình thường của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm cung cấp khí chính cung cấp cho Tương Thành và Long Văn. Sáng qua, Lưu Văn Biêu, Phó Thị trưởng thành phố Trương Châu đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trương Châu lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tuy nhiên, theo bản tin dự báo thời tiết cho biết, sẽ có nhiều mây vào ngày mai và trong những ngày tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.